hội, chị đại, he new mentor đổ bộ thảm đỏ, Hồ Ngọc Hà quá thần thái, Hương Giang, Lan Khuê đối đầu. Sự xuất hiện của bốn vị huấn luyện viên Hương Giang, Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng khiến thảm đỏ sự kiện họp báo ra mắt The New Mentor hot hơn bao giờ hết. Chiều ngày 7 tháng 8, dàn sao Việt đồng loạt lên đồ lộng lẫy và sang chảnh để đổ bộ sự kiện công bố chương trình The New Mentor 2023, Người Mẫu Toàn Năng. Đây là một chương trình thực tế dành cho thí sinh là người mẫu, những người yêu thời trang có cơ hội tỏa sáng và khẳng định vị trí bản thân trong làng giải trí Việt. Bốn mỹ nhân có bề dày kinh nghiệm là Thanh Hằng, Lan Khuê, Hương Giang và Hồ Ngọc Hà sẽ đảm nhận vị trí huấn luyện viên xuyên suốt chương trình. Hương Giang tranh cãi cực chắc với Hà Hồ, nhận xét cách chơi của Lan Khuê thâm như đôi môi cô ấy. Trên thảm đỏ, khán giả được chứng kiến màn đỏ sắc căng đét của các vị huấn luyện viên. Hồ Ngọc Hà giữ vững phong độ nhan sắc khi khoe vóc dáng, thần thái không kém cạnh bất kỳ ai. Sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng, truyền thông. Trong lần xuất hiện với vai trò mới này, Thanh Hằng chọn một bộ trang phục độc đáo ôm trọn đường cong cơ thể. Sau những màn tương tác vừa lầy lội vừa thâm thúy trên mạng xã hội, Lan Khuê và Hương Giang cũng có màn đụng độ bất phân thắng bại. Ngoài ra, sự kiện này còn thu hút sự quan tâm của dàn sao Việt như Á quân Đại sứ Hoàng Mỹ 2023, Tường Sang, Á quân Minh Khắc, Á quân Minh Kha trong Quý ông Hoàng Mỹ, MC Thanh Thanh Huyền. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.